Rồi còn gì nữa hết? Ok, xong. Lên đây, con đây này. Dạ con được sư phụ tâm ứng cho từ ngày 10 tháng 8. Con chỉ tâm ứng sau được 2 ngày của sư phụ là con cũng nằm mê là bố mẹ con vừa mới mất cũng đến vừa rồi mới là được tròn 2 năm ạ. Mà bố mẹ con về báo cho con là bố mẹ được đi siêu thoát rồi, thật là giờ bố mẹ rất sướng. Nhưng mà con thì con rất phấn khởi, nhưng mà có vài lần con cứ gặp bố mẹ con là vẫn gặp bố mẹ con là cứ như làm ăn vẫn bình thường như là mức sống đó ạ. Không xin cho phụ ta thay thịt cho con ạ. Ok, đâu sao nhất nhân chứng đắc cổ quyền thân mà. Hiểu chưa? Từ khi quý vị truyền tâm mắng rồi là năm đời tổ tiên của mình đều siêu thăng hết. Là vậy đó. Cho nên ông bà đi về báo cho cô biết là ông bà sẽ đi về thế giới khác, không còn ở những thế giới mà lúc cô chưa truyền tâm mắng, là vậy đó. Thấy chưa? Tại vì ông bà sẽ cho có nhiều người, thí dụ như cô thì chắc có duyên nhiều hơn, hay là ông bà đi qua thế giới bên kia rồi ông bà sẽ gì cho cô biết. Thế gì đó, ông bà thấy đẹp đẽ hơn, vui hơn, phấn khởi hơn, bởi vì ông bà sẽ bước vào một cái thế giới khác, bởi vì do cô được truyền tâm mắng. Thậm chí cô truyền tâm mắng mình tu chưa được bao nhiêu, thấy chưa? Nhưng mà cái công đức và cái lực lượng tâm mắng này sẽ hỗ trợ và đem ông bà về cái thế giới đó. Cho nên ông bà cảm thấy mừng. Cảm thấy mừng thứ nhất là mừng cho mình. Mừng cho mình có trong gia đình, trong dòng họ có một người tu. Nhờ trong dòng họ có một người theo minh sư tu hành truyền tâm mắng, cho nên mình được đưa vào thế giới bên kia rồi. Không là ông bà ở vào thế giới đau khổ của con người vậy đó. Chứ ông bà đi vào một cái thế giới an lạc, thế giới gọi là giải thoát, thế giới cứu rỗi. Cô hiểu sư phụ nói ha. Rồi sau đó từ đó là bây giờ cô cứ tiếp tục cô tu, cô càng tu thì ông bà càng được nâng cao nữa. Là vậy. Cho nhất nhân chứng đắc cụ quyền thân là vậy. Có hiểu không? Một người tu thôi. Ngày đầu tiên của quý vị chỉ truyền tâm mắng thôi. Ngày đầu tiên truyền tâm mắng vừa xong, chưa ngồi được bao nhiêu hết. Thịt bò vẫn còn nằm trong bụng. Nhưng mà năm đời tổ tiên lập tức được đi liền đó. Có hiểu chưa? Là vậy. Trên cái giá trị của cái truyền tâm mắng, giá trị của cái pháp môn diệu âm này là vậy. Cho truyền tâm mắng xong rồi là cái lực lượng âm thanh này, ánh sáng lực lượng diệu âm này dìu dắt đi liền. Cho nên bà mừng bà về để mà báo cho cô biết. Đây là cách nói của trong tâm linh là vậy. Có nhiều người thì nói rất rõ, giống như cô thấy không? Cô thì cô thấy rõ. Có nhiều người không thấy rõ gì mà chỉ thấy mơ mơ màng màng, và thấy cha mẹ mình về chỉ cười một, chỉ mỉm cười thôi. Đây là cách nói. Hoặc là thấy cha mẹ mình về tự nhiên đẹp đẽ, không nói gì cả, chỉ như đẹp đẽ quá, là mình biết là người đó đã đi rồi đó. Và cái thế giới của họ đẹp lắm, hiểu chưa? Cho nên họ được quyền về. Tại vì quý vị không thấy thôi, chứ cha mẹ quý vị đôi khi là có nhiều người họ cũng về, có nhiều người họ không về. Họ đi xong rồi họ mừng quá rồi, nói xin chào ở thế giới con người. Là họ không bao giờ trở về đâu. Thí dụ như bắt là cha mẹ cô còn thương con đó thôi, gì hoặc là về cảm ơn cho cô, cảm ơn con cái mình một tiếng thì đó. Đây là cách họ cảm ơn là vậy. Cô hiểu ha? Ok. Bố con nói với con rất rõ ạ. Đúng vậy. Bố và mẹ con đều nói với con như thế. Đúng vậy. Tại vì nhiều người thì họ không có thấy rõ như vậy. Nhiều người thì họ giống như cô vậy đó, họ thấy rất rõ, bởi vì ông bà sẽ cho cô biết rõ hết vậy đó. Thậm chí có nhiều người họ còn cho biết những cảnh giới mà họ ở đó đó, đẹp như vậy gì. Hoặc là có nhiều người họ họ kêu bằng họ về mà họ còn diễn đạt những cảnh giới của họ làm sao. Cô hiểu ha? Ok. Chắc cô có ông bà thương cô nhiều vậy đó, và cô có thành tâm, cho nên là cô truyền tâm mắng xong cô mới chuyện như cô thành tâm, cô tu hành, cô ngồi thiền, cho nên lần là cái ông bà được thăng nhanh hơn vậy đó. Sau rồi ông bà gì cho cô biết và nói rõ cho cô biết vậy đó, sợ cô lo. Không có gì. Sư phụ cho con hỏi 1-2 câu nữa ạ. Ok. Dạ, con có hôm con cứ hơn 1 giờ đêm thì con rõ ràng là con mở mắt, nhưng mà con mở mắt con thức hẳn hoi mà con nhìn thấy một ánh mắt như là rất tròn sư phụ ạ. Lại có cả 3 bông hoa sen ở trong đó, thì con xin sư phụ khai thị cho con, đấy có phải là được như thế không, hay là con nghĩ thế ạ? Được chứ, trong thí nghiệm mình thấy vậy chứ. Thì hơn 1 giờ đêm
tháng là con mở mắt ra là cả hai lượt ạ. Cứ vui mừng trong một cánh mắt rất tròn. Mà cũng có cả ba bông hoa sen ạ. Nó đứng nở trước mặt con thế này này. Vâng ạ, con đã nhìn thấy hai đêm liền ạ. Và như thế là con nhìn thấy ạ. Tiếp tục đi. Tiếp tục hưởng đó, ok. Vâng ạ, sư phụ cho con hỏi nhiều nữa ạ. Vừa hôm 14 và tháng hôm rằm âm này về âm lịch nhà ạ. Là hội nàng của con là một chị đồng tu. Chị đó cũng đi mua hoa về và để ở nhà con ạ. Nên để yêu mua bánh kẹo để ngày hôm sau gia đình ra chùa đây ạ. Mà hôm trước là hai chị em có con mua thì là không có gì ạ. Mà đến chiều hôm rằm hai chị em con dở ra để nhễ đi cùng cả xóm với nhau đi lễ đấy ạ. Cả ba cái nắng hoa mà hai chị em con buộc để trong túi cái bóng mà lúc hai chị em con dở ra mà ôi dồi ôi con dở ra thật là con sung sướng vô cùng chứ phụ ạ. Ba cái nắng hoa đó mà cả là cứ toàn như là kim cương mà lại kim tuyến lên con đổi hết cả lên là rất đẹp trong ba cái nắng hoa. Con xin sư phụ là có phải sư phụ ra trì cho con không ạ? Bầu trời hôm nay đẹp nắng. Ai mà trời hôm nay đẹp không? Đẹp ha. Ok, rồi tiếp đi người khác đi. Thưa sư phụ, con là đồng tu Hà Nội ạ. Hôm nay con xin có một việc này xin sư phụ khai thị. Là ở Hà Nội chúng con vừa rồi có một bác đồng tu là bác ấy bị ốm, phải nằm bệnh viện. Thế thì khi mà vào bệnh viện thì sau khi làm các xét nghiệm thì bác sĩ bảo là bà ấy bị suy dinh dưỡng. Thế là các con của bà ấy là bắt bà ấy ăn mặn luôn, không cho ăn chay nữa. Thế là bà ấy cũng phải ăn mặn. Thế thành ra là chúng con bây giờ cũng có những suy nghĩ là bây giờ thì cũng xin sư phụ là khai thị và chỉ dẫn cho chúng con là bây giờ chúng con đi tu như thế này cũng nhiều tuổi rồi nhưng mà cũng có lúc ốm đau và mình không thể tự thân mình lo cái ăn của mình được của con cháu. Nhưng bây giờ nếu nó có bắt ăn mặn như thế thì rồi là mình nên làm như thế nào để mà giữ được sức khỏe? Vì rằng là khi mình nằm bệnh viện thì có khi mình vẫn thể dùng những thuốc kháng sinh ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng mà các con nó không cho chay, nó bắt ăn mặn thì không biết là mình sẽ làm thế nào thì... Nói cho con nó biết rằng là mình phải ăn chay. Mẹ ăn chay chứ mẹ không có ăn mặn. Hiểu không? Đời ta đã già rồi. Gọi là gì? Tuổi ta cũng đã lớn rồi. Bây giờ ăn chay là một điều tốt. Ta phải tránh đi những sát sanh. Thứ nhất, thứ nhì nữa, ta tạo ra công đức và phước báo nữa. Quãng đời còn lợi của mình còn được bao nhiêu nữa? 60-70 tuổi rồi, quãng đời còn lợi của mình 60-70 tuổi rồi. Kêu bằng là không còn làm những điều gì được nữa rồi. Chỉ còn gọi là mang thân xác, bệnh tật và nghiệp chướng này. Thôi thì mình phải ăn chay. Tại vì trưởng dưỡng cái lòng từ bi của mình, biết thương yêu tất cả vạn vật. Và mình không sát sanh nữa. Mình tu hành để kêu bằng, để sau khi mình ra đi rồi mình đi về một thế giới giải thoát của mình nó tốt hơn. Bây giờ mình cũng đã già rồi, chỉ vì một cái sức khỏe nho nhỏ này mà mình phải tiếp tục mình sát sanh nữa thì mình tạo nghiệp chướng nữa. Mình đánh đổi cái này rẻ tiền quá, có hiểu chưa? Cho nên mình phải cương quyết, cái sự cương quyết của mình, cái sự thành tâm, cái sự mạnh mẽ cương quyết của mình thì mình sẽ vượt qua được nó. Phật trời sẽ hỗ trợ cho mình. Một đứa con mà hiếu thuận thật sự thì một đứa con phải biết thương yêu cha mẹ, hiểu không? Biết gọi là giúp đỡ cho cha mẹ và làm cách gì đó cho cha mẹ ăn có đầy đủ dinh dưỡng. Thế giới khoa học hiện giờ có rất là nhiều thuốc bổ và đồ ăn chay hiện giờ vô cùng bổ và dinh dưỡng. Cho nên là mình là người mẹ thì mình phải nói cho con nó biết rằng là ăn chay. Mẹ đã ăn chay rồi, các con không tuân theo ăn chay thì không sao, mẹ không ép. Nhưng mà mình phải nói cho biết là bây giờ mình đã ăn chay, trưởng dưỡng cái lòng từ bi, trưởng dưỡng cái lòng bác ái của mình để chân kiếp sống làm người này của mình nó tốt hơn. Cô hiểu ha? Sau khi mình đã ra đi rồi mình gọi là gì? Mình an tâm hơn, mình khỏe khoắn, mình ra đi về thế giới an lạc, về thế giới cứu rỗi, về thế giới giải thoát của mình đây. Còn bây giờ mình chỉ chấp nhận một chút xíu đó mà mình ăn mặn đi rồi mình tiếp tục mình sẽ khổ nó. Cô hiểu không? Rồi đứa con mình lúc mình ra đi rồi là không ai ở bên cạnh mình cả. Cô hiểu sư phụ nói không? Còn một con người nhân gian này quý vị,
có chồng, có con, có cha, có mẹ. Lúc quý vị ra đi rồi, không có một người nào mà xen vô được hết ngoài minh sư ra. Không có một người nào ở bên cạnh quý vị. Thậm chí quý vị có bao nhiêu người, người thương yêu quý vị, yêu thương quý vị vô cùng, nhưng quý vị ra đi rồi, rồi quý vị chỉ đi một mình một thân mà thôi. Nếu người đó không có minh sư còn càng khổ hơn nữa. Người đó không có minh sư rồi càng đau khổ hơn. Bởi vì lúc đó rồi, cái cửa chết của tử thần nó sẽ mở ra, nó đón chào những người đó vào. Còn những người mình tu hành cái pháp này, gọi là cửa của tử thần nó không mở cho quý vị được. Bởi vì quý vị không thuộc về họ. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Quý vị không thuộc về họ, họ không chấp nhận quý vị. Cho nên mình truyền tâm mắng rồi, tốt nhất mình nên ăn chay để trưởng dưỡng cái gọi là lòng từ bi bác ái này. Rồi lúc mình ra đi mình phải đừng có trả nợ nữa. Có hiểu chưa? Những người chuyện tâm mắng rồi mà giờ có bị cái vấn đề gì đó và hoàn cảnh nào đó ám ảnh nữa, chết đi nữa đi, sư phụ cũng vẫn đem đi như thường. Nhưng mà phải trả cái nghiệp chướng mà lúc mà ăn những cái đồ động vật này đấy. Lúc ra đi rồi có thể quằn quại đau khổ, có thể kéo dài 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 dài, có thể kéo nhiều ngày nhiều tháng vân vân vậy đó. Có nhiều người có thể kéo dài năm vân vân, họ cứ nằm đó để trả cái nghiệp chướng mà mình ăn mặn. Còn những người mà họ ăn chay rồi thì dĩ nhiên họ đi liền tức khắc. Có hiểu chưa? Họ đi liền, họ không có tới giờ là họ già rồi, thân xác này họ đi liền tức khắc. Còn mình không ăn chay hoàn, mình truyền tâm mắng rồi mà mình không ăn chay hoàn toàn, mình còn ăn mặn đi đó, thì lúc mình thân thể này mình già rồi thì dĩ nhiên mình lúc mình đi rồi á, mình phải trả cái nghiệp này trước khi mình đi. Bởi vì mình dùng cái vật chất, dùng cái nhục thể của con vật mà mình nuôi cái nhục thể của mình ha. Thì lúc ra đi rồi thì mình phải trả, lấy cái nhục thể này mình trả. Có hiểu chưa? Giống như ở Tây Tạng, có nhiều cái dùng ở Tây Tạng là người đàn ông mà chết á, là họ, gia đình của họ chặt họ ra từng khúc hết, đem họ lên núi Hy Mã đó, bắt đầu chặt họ ra từng khúc, bắt đầu lọc thịt họ ra, bắt đầu cho mấy con kinh kênh nó ăn, gốc hết thịt ra chỉ còn xương mà thôi. Sau khi xương đó đem đi đốt đi rồi xong đó, họ đem ra sông Hằng họ đổ, hoặc là họ lên núi Hy Mã họ đổ rải ra cho bay qua không gian. Để hiểu chưa? Đây là cái phong tục của họ, là để họ trả cái nợ. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Họ trả cái nợ, bởi vì lúc mình còn xin tiền, mình dùng những cái con động vật này, nghĩa là mình dùng cái xác, cái thân xác của con động vật để mình nuôi thân xác này, để mình tồn tại thân xác này. Thì lúc mà mình chết đi rồi thì thân xác này mình phải trả về con động vật khác. Đó là mình cứ recycle là vậy đó, mình cứ gì? Quay vòng tròn đó. Tung hoàng đó là vậy. Có hiểu không? Cho nên là theo sư phụ thì mình biết rằng cái thế giới này đồ ăn chay vô cùng nhiều rồi. Đất nước Việt Nam mình giờ đồ chay khắp mọi nơi. Mà bổ mà dinh dưỡng nữa. Thì cho nên phải hiểu cho kỹ những điều này. Thì đó, rồi thuốc bổ thì khắp mọi nơi, thế giới khoa học rồi. Thì mình phải nên nói cho những người con cái của mình biết là mình ăn chay. Bây giờ mình đã nằm trên giường rồi, già rồi, còn sống bao lâu nữa? Đâu phải sống cái 2-30-40 năm nữa đâu. Thì bây giờ kêu bằng là còn sống bao lâu nữa thì thôi, để cho mình ăn chay, kiếm những đồ chay có đầy dinh dưỡng, hoặc là mình có một cái đức tin với trời Phật và với Thượng Đế, thì mình nên cầu nguyện. Thế chứ mình đi tìm những cái việc gì đó, những cái thức ăn nào dinh dưỡng để nuôi lại cái nhục thể này của mình. Có hiểu sư phụ nói ha? Thì nó càng tốt hơn cho mình đó. Còn mình ăn hết cái này thì mình phải trả cái nghiệp. Có hiểu ha? Ok. Không có chi. Ok. Trước tiên con xin kính bạch sư phụ. Con là đầu tư Hà Nội, hỏi là mấy ngày 4/4/2013. Con xin có lời tức là, thứ nhất là con xin bày tỏ ý nguyện của con, tức là cảm thấy là hạnh phúc và được duyên lành. Lần đầu tiên con được gặp sư phụ. Trước kia con có gặp sư phụ thông qua các cái sách, rồi các cái băng đĩa thôi.
sư phụ nhiều hình ảnh với con. Năm nay con cũng đã ngoài 60. Con xin hỏi một cái điều để sư phụ chỉ dẫn cho chúng con. Con thì vẫn khỏe, chưa phải dùng thuốc nhiều, nhưng mà trong đồng tu chúng con có những người nhiều tuổi hơn, có một số bệnh. Con nói ví dụ như bệnh về mắt chẳng hạn, hoặc bệnh về xương khớp, thì trong nhiều cái vị thuốc ấy, khi đi khám bác sĩ có cho những cái loại thuốc ví dụ như dầu cá chẳng hạn, hoặc là có cái vây sụn cá mập để điều trị xương khớp, thì rất nhiều vị đồng tu là không uống, vì mình thích ý ăn nhanh rồi, cho nên là những cái thứ đó nó có cái của động vật, cho nên không uống, thì con không hiểu là như vậy theo cái toa đơn của bác sĩ như vậy thì có được uống hay không, và như vậy thì sư phụ chỉ dẫn như con okay. Thì bây giờ hiểu rồi, thì bây giờ tùy theo thôi, nhưng mà bây giờ còn rất là nhiều những cái loại thuốc mà không có thành phần động vật trong đó nữa. Vậy đó, rất là nhiều. Vậy đó, mình có thể hỏi bác sĩ. Mình có thể hỏi bác sĩ rằng là mình không cần dùng cái đó hay không, có cái loại nào khác hơn không. Thì mới đây cũng vậy thôi, sư phụ đây nè, mới đây, cách đây mới có 1 tháng nay, sư phụ đi quần pháp vòng vòng ở Lào, ở Thái này. Thì sao sư phụ cũng thân thể mà. Rồi hồi tháng 6 rồi sư phụ bị nhiễm nước đó, sư phụ chủ quan. Ta nhiễm nước rồi cái sư phụ chủ quan, không có coi trọng cái thể xác của mình, cứ làm cố quá, cố sức đó, rồi cái đầu cái sư phụ ngã bệnh đây, thân thể nó mệt rồi. Bắt đầu sư phụ đi bác sĩ, bác sĩ nó trước khi nó muốn chụp hình để nó coi với sư phụ bệnh gì, tại vì nó bị nhiễm trong xương, trong phổi gì đó, bác sĩ muốn chụp hình, nhưng mà nó bắt sư phụ phải uống dầu cá nó mới chụp được. Nó nói sư phụ gì, sư phụ nói không, tôi ăn chay, tôi không. Nếu mà cái sư phụ nói có ngoài, có cái gì mà ngoài mà không uống mà chụp được không, cái cô y tá nói không. Sư phụ nói tôi hỏi cô nói không thì tôi cần để hỏi bác sĩ. Cái sư phụ hỏi bác sĩ nói cũng không được, duy nhất là anh phải uống dầu cá để cho tôi chụp hình phổi đó, chụp cái phổi, chụp cái gì trong người nữa. Sư phụ nói không, tôi ăn chay tôi không uống dầu cá được. Bây giờ còn có cái gì ngoài cái này ra nữa không, anh đi tìm hiểu là đi, bác sĩ nên đi tìm hiểu lại. Tôi không nghĩ thế giới khoa học không có cái gì mà không giải quyết được cho bệnh nhân là không uống dầu cá mà có thể chụp hình được. Nếu rằng trong bệnh viện này mà không có giải quyết được, nghĩa là còn không có đủ tài liệu để cung cấp. Tôi nghĩ rằng có, bởi vì trên nước Mỹ có thì ở Thái sẽ có. Sư phụ bình thản xong nói chuyện rằng trên đất Mỹ có, ở Thái có, chụp hình không cần phải uống dầu cá mà quý vị vẫn làm được. Tôi nghĩ khẳng định 100% vậy. Cho ông nói, ông thấy sư phụ hơi cương quyết rồi, cương quyết quá rồi. Cái bắt đầu cây sư phụ ngồi đó là sư phụ không chấp nhận, để bắt sư phụ ký vô để uống rồi mới chụp hình được không. Cái sư phụ nói với cái cô người Thái đó đi với sư phụ là không, còn nếu mà không á thì tôi đi về bệnh viện khác, hiểu không? Trên cái đất Thái này là bộ không có bệnh viện nào ngoài bệnh viện này nữa hay sao, hiểu không? Đi shopping mua đồ thiếu gì lựa chọn quần áo màu xanh, màu tím, màu hồng. Không có cái này tôi không bao giờ tin rằng trên thế giới này không có uống mà không làm được. Có, không cần uống mà làm nhận được. Cái ông đi đâu một vòng gì nửa tiếng đồng hồ sau, sư phụ ngồi đó, ông trả lời ông bác sĩ khác nói được, không cần uống, anh không cần phải uống cái này, tại sao phải uống cái này, cái này uống cũng được, không uống cũng không sao. Cái bắt đầu tùy theo thôi được rồi, cộng vô nói được, đưa người khác vô, được, chụp hình được, không có gì cả. Thế nha, sau đó rồi bắt đầu chụp hình rồi ông cũng kê to cho sư phụ thuốc, cũng có chút xíu dầu cá nữa. Cái sư phụ hỏi trong thuốc này có dầu cá không, nó có. Sư nói có thuốc nào ngoài có dầu cá nữa không. Cái ông nói để ông coi lại, nói, cứ coi đi, tự nhiên mà coi, tôi đến đây rồi thì tôi phải trực diện với sự khó khăn này, thì giờ ông cứ coi đi. Ông kê thuốc nó có, nếu mà anh không ăn chay thì anh không ăn những cái đồ này thì có những cái loại thuốc này, chưa hiểu ha.
À, nếu mình sẽ tìm mọi phương cách thì mình sẽ gì vượt qua được mất. Còn nếu mà mình bằng lòng thì dĩ nhiên rồi. Giống như bữa đó mà sư phụ bằng lòng là có rồi. Chưa nghe không? Sau đó rồi đó mà không muốn rồi, ông này ông bỏ đi rồi. Ông bác sĩ lớn ông bỏ đi rồi, đưa ông bác sĩ nhỏ nhỏ mấy người chụp hình. Nó còn tiếp tục, nó còn đòi thoa dầu cá luôn người của sư phụ nữa. Một loại dầu cá mà không phải giờ dầu không, mà nó chích vô da. Hồi nãy mình bắt mình uống mà không uống, bây giờ nó đòi thoa lên, còn nó chích vô cái da của mình á. Để cái gì? Để nó chụp hình. Sư phụ nói no, không có được. Ông nói gì thoa tôi cũng không được nữa, cũng không được nữa. Đụng cá cũng không được nữa. Cái bắt đầu cái sư phụ nói đi hỏi cái ông bác sĩ hồi nãy á. Tôi thấy bác sĩ hồi nãy như là ông biết nhiều hơn quý vị. Cái bác sĩ hồi nãy lớn nói no, cái này không có cắt, không cần thoa, không cần chích gì hết trơn, chụp lại đi. Thì thấy chưa? Bởi vì mấy người đó họ làm theo cái gì, cái công thức á. Cứ y theo công thức như vậy. Họ cứ làm theo đó mà thôi. Mà họ không có nghĩ rằng là họ có thể uyển chuyển nhiều vấn đề khác được. Thế nhá, một người bác sĩ gọi là giỏi, bác sĩ mà giỏi đó thì tất cả mọi thứ họ đều có làm được hết. Họ có thể uyển chuyển, họ có thể làm bất cứ những điều gì. Không cần cho những người bệnh nhân của mình mà phải chịu đựng những cái mà họ không muốn. Chứ thế giới này là thế giới khoa học, nó có chứ, làm sao không có được. Thế nhá, không cần uống những cái loại thuốc đó mà mình có thể mình uống cái loại thuốc khác nó có thể tốt hơn. Ok, không có chi. Con kính bạch sư phụ ạ. À, trên bước đường tu hành của con thì đúng là con cảm thấy chồng con khảo đạo con rất là gian truân khổ, nhưng mỗi một khi khảo nhiều quá con cũng chỉ biết lại cũng mệt mỏi rồi. Mệt mỏi lắm, con chỉ lại hình của sư phụ, con đặt ở giữa bàn gỗ ly ở giữa nhà, con tủi thân quá, con khóc. Và con xin sư phụ rồi con lại rửa mặt, con vào con ngồi thiền, con vẫn lấy can đảm. Còn ông xã con nói thế này này, cái bàn gia tiên của tôi đang ở giữa, tại sao bà lại dẹp ảnh của tôi, bà đưa ảnh Phật, ảnh sư phụ của bà vào giữa. Bà lại đặt ảnh gia tiên của nhà tôi lên bên cạnh, ông thủ công bên cạnh không? Trên nhất là sư phụ. Hàng ngày bây giờ tôi ăn chay rồi tôi mới cúng dường sư phụ. Còn bây giờ tôi không được đốt hương nữa, tôi chỉ cúng dường sư phụ tôi thôi. Còn ông gia tiên nhà ông siêu thăng rồi, ông bảo không có siêu thăng cái gì. Tôi vẫn thờ bố mẹ tôi, cô là con dâu mà bây giờ cô lại thờ cái ông sư phụ. Cả cõi vũ trụ này phải thờ thì ông cứ để đó cho tôi. Còn bố mẹ ông cứ đốt hương tôi cũng không nói sao cả. Nhưng mà đến bây giờ ông kính bác mãi, nhưng bây giờ ông cũng ra chợ ông mua nải quả cưới ngự ông lề ông cứ ông cũng cúng dường sư phụ ạ. Ok, vậy cũng được rồi, thôi kệ, mình cương quyết đó là mọi việc nó tốt, phải không? Hồi xưa thì cái gì, quý vị làm quá trời quá đất, chị ông chồng quý vị là chịu đâu được. Quý vị về hồi xưa thì quý vị đem hình của ổng quý vị để lên cao, còn bây giờ quý vị chừng nó mắng quý vị đem hình chưa lên cao là ổng tức là phải rồi. Ok, không sao đâu ha. Như được là mình nè, bởi vì cô thành tâm, cô tu hành, cô chịu, mình chịu những sự khó khăn, mình gọi là đối mặt với sự khắc nghiệt của cái thế giới này, với cái cảnh gia đình khó khăn này, thì khi mình sẽ trực diện với nó và mình đối mặt với sự khó khăn này, tự nhiên từ từ nó sẽ tốt đi. Có hiểu chưa? Là vậy, không có chuyện gì mà mình không làm được cả. Vậy đó, mình sẽ đối mặt với nó thì tự nhiên tất cả mọi việc đều giải quyết cho mình. Bây giờ người kia có khó khăn cách nào đi nữa thì họ cũng gọi là siêu lòng với cái sự gọi là cố gắng nhẫn nại của mình. Vậy đó, gọi là cố gắng mà mình sẽ vượt qua được cái sự khó khăn này đây. Cô hiểu ha? Ok, thì thôi thì mình về chăm sóc cho ông nhiều hơn, biết ông đã biết rồi, rồi mình tu hành nữa, cho nên quan trọng nhất là mình thiền định, rồi mình cứ lo cuộc sống của mình cho nó tốt, thấy không? Ok, không có sao đâu, đừng có lo, đừng có sợ. Bộ DVD 224 Holy Baba Sakya Randi
khóa bế quan thiêng liêng mang tên vị sư tổ thứ hai, được Bishu Rama tổ chức tại thiền đường Lào, đất nước Lào, nhân dịp Tết Nguyên Tiêu Mậu Tuất 2018, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3 năm 2018. Đời người là kiếp chơi đùa, ngà chập kiêu mạn làm cho quay quanh. Đừng để mình ngu si đà đành, đừng làm nô lệ cho mình cho ai. Xin đừng nhào báng chê bai, đừng than quá khứ vì lãi lẫn nhau. Nên xin an lạc thanh bình, xin đừng chặt hẹp vô tình nhân tâm. Đời người ơi ai cũng thăng trầm, nên sống khai ngộ bên trong hướng về Phật tổ. Thường để ở trên kia tình thương giải thoát đường về chẳng như kiếp người cần có minh sư chi huệ khai sáng tâm từ mở khai. Minh sư Ruma đang tại thế ai ơi. Phật tổ thường để ở trên kia tình thương giải thoát về khai sáng tâm từ mở khai. Minh sư Rupa đang tại thế ai kiếp chơi đùa, ngà chập kiêu mạn làm cho quay quanh. Đừng để mình ngu si đà đành, đừng làm nô lệ cho mình cho ai. Xin đừng nhào báng chê bai, đừng than quá khứ vì lãi lẫn nhau. Xin an lạc thanh bình, xin đừng chặt hẹp vô tình nhân tâm. Đời người ơi ai cũng thăng trầm, nên sống khai ngộ bên trong hướng về Phật tổ. Thường để ở trên kia tình thương giải thoát đường về chẳng như kiếp người cần có minh sư chi huệ khai sáng tâm từ mở khai. Minh sư Ruma đang tại thế ai ơi. Phật tổ thường để ở trên kia tình thương giải thoát về khai sáng.